ATM Lucky, Lộc Gia Phát, Hải Long Land, Mic Group đồng hành cùng chương trình. Liên quan đến vấn đề giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đưa ra giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Cụ thể, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đồng Nai khẩn trương xem xét giải quyết vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 như báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel để Viettel sớm di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật đáp ứng tiến độ bàn giao mặt bằng. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đến nay đã hoàn thành và bàn giao 612 km trên 652,77 km, đạt khoảng 94%. Riêng đối với một số đoạn phải di dời công trình hạ tầng phức tạp, hoàn thành trong quý 1, quý 2 của năm 2021, đã hoàn thành xây dựng 78 trên 111 khu tái định cư, phấn đấu hoàn thành xây dựng toàn bộ các khu tái định cư trong quý 1 năm 2021.